được. Câu hỏi khó cho sinh viên khi đứng trước một cái viêm bàng quang là khi nào cấy nước tiểu và khi nào làm PCR. Chúng ta cấy nước tiểu khi chúng ta muốn biết được con vi trùng gây viêm bàng quang là gì. Tuy nhiên, chúng ta đừng ngây thơ rằng bắt được con vi trùng trong nước tiểu đó thì nó là thủ phạm để gây viêm bàng quang bệnh nhân đó. Vì sao? Vì 80% viêm bàng quang là do E. coli, còn lại 20% viêm bàng quang là nếu là do bội nhiễm thì đó là botulism. Có nghĩa là những cái người đó là những cái người làm những cái nghề lặn hợp dưới sông, hoặc nói chung là ở vùng tầng sinh môn, nhiều đạo âm đạo của họ thường xuyên có nhiều loại vi trùng khác nhau do thay đổi pH về hướng kiềm rồi. Bây giờ họ mới bổ nhiễm thêm con botulism nữa. Ngược lại, nếu như bệnh nhân khác lại nằm trong cái nhóm là nhiễm trùng cơ hội, có nghĩa là người đó bình thường thôi, nhưng vì lý do gì đó có một ai đó làm rớt, hoặc chính bản thân người đó làm cái gì đó vô tình rớt một cái con staphylococcus trên da của mình. Vì chúng ta biết từ trên da đầu cho tới da gót của chúng ta chỗ nào cũng staphylococcus epididymis, cho nên vô tình chúng ta làm rớt một con vi trùng đó vào trong cái mô canh cấy và chúng ta cấy lên ra con đó thì chúng ta biết nó không bao giờ là thủ phạm gây bệnh. Và cái gì nữa, nếu bệnh nhân đó đã nhập viện trên 72 giờ và đang ở bệnh viện đã làm một cái phẫu thuật gì trên bàng quang của bệnh nhân, bây giờ chúng ta lấy nước tiểu cấy thì lúc đó mọc lên con Klebsiella, chúng ta mới tin được nó là con Klebsiella. Rất nhiều bệnh nhân, rất nhiều sinh viên và bác sĩ ngây thơ khi có một em bé 5 tuổi đi học mẫu giáo bị đi đá đất khác, mẹ mượn cái ống nghiệm, xin cái ống nghiệm cho bệnh viện về lấy nước tiểu em bé, chạy vô bệnh viện nhờ cô bạn làm ở phòng xét nghiệm cấy dùng ra con Klebsiella. Thế là ta ngây thơ tin rằng nó là con vi trùng gây viêm bàng quang của con mình và quấn con mình gần chết. Thật ra con vi trùng này là của cô y tá đó hoặc của ai đó trong bệnh viện chứ không phải của con mình. Vì con chúng ta không hề đi bệnh viện, mà định nghĩa nhiễm trùng bệnh viện phải là nhập viện ít nhất 72 giờ. Như vậy, khi chúng ta cấy nước tiểu thì cái thứ nhất chúng ta muốn tìm con vi trùng, nhưng đừng ngây thơ tin rằng cái con vi trùng mọc lên trong bãi nước tiểu đó là con vi trùng gây bệnh cho bệnh nhân đó. Nó phải đúng theo bài bản như vậy. 80% là E. coli, còn lại 20% nếu là bội nhiễm là botulism, nếu là cơ hội thì là staphylococcus, nếu là bệnh viện thì là Klebsiella. Vậy ta sẽ kết thúc bài hôm nay bằng khi nào thì PCR. PCR là xác định DNA, có nghĩa là chúng ta đã biết con E. coli này gây nhiễm trùng cho cái cô này, nhưng vì một năm cô này bị nhiễm trùng tiểu tới 3-4 lần, chúng ta phải làm PCR để biết rằng con E. coli kỳ này và con E. coli kỳ trước có phải là một con hay không. Nếu nó là một con là lần điều trị bệnh trước chúng ta đã chưa diệt tận gốc, có nghĩa là ta cho thuốc chưa đúng, chưa sạch. Còn nếu hoặc là một cái ổ nhiễm trùng rất là sâu thẳm ở đâu đó mà thuốc không thể nào tới được, cần phải can thiệp phẫu thuật hoặc phải làm gì đó. Còn nếu nó không phải là con E. coli kỳ trước mà là một con E. coli tiếp khác thì ta biết rằng đây là lần nhiễm trùng này và lần nhiễm trùng trước khác nhau, không phải lỗi của chúng ta trong lần điều trị trước, và cần lại coi cái hành vi thái độ của bệnh nhân vì sao để nhiễm E. coli. Vì chúng ta biết rằng trong ruột của chúng ta có 300 tỷ con Enterobacteria C, trong đó chỉ có 5 con là gây bệnh cho người mà thôi, đó là Salmonella, E. coli, Shigella, Yersinia và Klebsiella. Như vậy, nếu các bạn cứ tháng này bị có E. coli này tiếp 507 gì đó, rồi 3 tháng nữa lại một con E. coli khác tiếp khác, thì rõ ràng những con vi trùng gì đó trong đường ruột của chúng ta vì sao nó cứ lọt vào bằng quang hoài. Chúng ta phải coi lại cái hành vi thái độ của bệnh nhân đó mà chúng ta có thể.